Chào bạn. Để chuẩn bị tốt cho những buổi thực hành yoga có hiệu quả, bạn nên rà soát nhanh lại xem những điều kiện cần thiết cho một buổi tập yoga mà tôi sẽ nêu ra sau đây. Thời gian tập, bạn hãy chuẩn bị tốt cho mình một khung giờ tập ổn định, sao cho mỗi khi tập không có bất cứ công việc nào khác đòi hỏi và không có bất cứ ai khác quấy rầy. Việc chọn một khung giờ cố định có tác dụng tốt vì nó tạo thói quen, tức là tạo phản xạ có điều kiện muốn tập cho bạn. Tạo điều kiện để các thành viên khác trong gia đình biết lịch tập của mình để thông cảm và chia sẻ. Tập trước hoặc sau bữa ăn chừng 1 giờ trở lên. Vị trí tập. Vị trí tập của bạn phải đảm bảo các điều kiện sau: sạch sẽ, thông thoáng, kín đáo, không bị gió lùa trực tiếp nhưng cũng không bị bí hơi, đảm bảo ấm khi trời lạnh và mát khi trời nóng. Cố định và có đủ vật dụng, tránh việc phải đi tìm dụng cụ một cách khó khăn mỗi khi muốn tập. Dụng cụ. Dưới đây là một số dụng cụ tập bạn cần phải chuẩn bị và rà soát lại. Bạn cũng lưu ý là có thể sẽ có rất nhiều thứ mà bạn tìm thấy ngay trong nhà mà không cần phải mua mới. Thảm tập. Thảm phải không trơn trượt, đủ độ êm, không gây đau đầu gối hay khuỷu tay khi chống xuống, đồng thời không lún sụt gây chồng chành. Khi tập trên thảm, người tập phải có được cảm giác thân thiện, tin cậy và an toàn. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một mảnh thảm trải sàn nhà nếu bạn thấy thích, mà không nhất thiết phải câu nệ cầu kỳ đi mua thảm mới. Gối to, nhỏ. Những vật dụng tiếp theo mà nhất định bạn hay các chị em mang bầu khác sẽ phải dùng đến khi tập luyện. Đó là các chiếc gối to, nhỏ, dày mỏng khác nhau để kê đầu, kê chân trong khi tập. Bạn sẽ cần ít nhất 3 chiếc gối to và một số chiếc gối mỏng nhỏ khác nữa. Túi đệm. Bạn cũng sẽ cần một chiếc túi đệm thật to, trong đó có thể chứa các chất mút êm hoặc các loại hạt tổng hợp, có tác dụng cho bạn ôm dựa vào trong nhiều kỹ thuật tập luyện cũng như trong nhiều tư thế thư giãn khác, rất có ích cho chị em mang thai. Bóng tập yoga. Đây cũng là một dụng cụ tập thú vị cần thiết trong nhiều nội dung luyện tập yoga của bạn. Tùy theo chiều cao mà bạn có thể lựa chọn các quả bóng có đường kính lớn hay nhỏ. Ghế nhỏ các loại. Trong quá trình tập luyện, bạn cũng sẽ sử dụng nhiều loại ghế với các chiều cao khác nhau, có và không có tay vịn. Ngoài ra, bạn cũng cần có một chiếc ghế băng thẳng hoặc 3 chiếc ghế tựa có cùng độ cao, hoặc một chiếc chàng kỷ hay một chiếc đi văng để tập các kỹ thuật nằm hoặc gác chân lên trên. Khăn to, dài. Một chiếc khăn to cũng sẽ rất cần thiết cho bạn khi bạn dùng để choàng nhẹ lên người để giữ ấm cho cơ thể trong tư thế thiền hoặc nghỉ thư giãn sâu. Và một vài chiếc khăn nhỏ và dài dùng để hỗ trợ cho một số động tác kéo chân, tay, v.v. Cuối cùng, bạn cũng cần phải có được một số mặt phẳng mà trong quá trình tập bạn có thể đứng dựa hoặc nghiêng người vào, chẳng hạn như bức tường hay mặt bàn bếp. Ăn uống. Bạn hãy tích cực tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc các nhà chuyên môn về dinh dưỡng để có được một chế độ ăn uống tốt nhất cho sức khỏe sinh sản. Việc tham khảo các thông tin trên mạng, bạn phải tiếp thu có chọn lọc và nên ưu tiên tham khảo các trang thông tin có danh tính của người biên soạn và có chịu trách nhiệm nội dung. Đảm bảo ăn uống điều độ, lành mạnh và đủ chất, đồng thời ngủ đủ giấc và đúng giờ. Tinh dầu. Trong thời gian còn chưa có thai, các bạn có thể sử dụng một số loại tinh dầu có tác dụng hỗ trợ cho chuyện phòng the, chẳng hạn tinh dầu loại có tên Saz, tinh dầu xô thơm. Điều cuối cùng tôi muốn nhắc đến, nhưng thực ra nó có tầm quan trọng hàng đầu, đó chính là yếu tố con người. Để tập yoga có hiệu quả, bạn cần phải biết biến việc tập luyện này trở thành một hoạt động tất yếu trong ngày và không còn là chủ đề để tranh cãi nên hay không nên. Ngoài ra, dù bạn rất mong có em bé, nhưng tuyệt đối không được hối thúc cơ thể, mà trái lại, phải biết chỉ có đồng hành cùng cơ thể. Khi bạn tập luyện, bạn đừng quá bận tâm vào một sự khát khao nào, mà hãy tập để có được một sự bình tâm và an nhiên cần thiết. Hãy chú ý đến chính cơ thể của bạn, bên trong con người bạn. Chú ý đến từng hơi thở, từng cử động và điều khiển các luồng sinh khí vận hành đến đúng nơi mình muốn, theo từng thế tập cụ thể. Khi tập yoga, bạn không bị thúc ép vì bất cứ cái gì hết.
Bạn chỉ làm theo cái nhu cầu của chính bản thân mình. Hãy tập như thế. Yoga là như thế. Bạn tập như không vì cái gì cả, thì bạn sẽ có được tất cả. Hãy chuẩn bị tốt. Hẹn sớm gặp lại bạn.